lưu em nhé, em tiếp tục theo dõi bộ truyện, trước xem truyện thì nhớ cho một like và một đăng kí kênh nhé. Chỉ là một người đáng tin lại chu đáo, vậy mà lại lăng nhăng, trường viễn mày cũng không lăng nh cũng không nhanh chuyển khoản luôn 2 tỷ cho mình, mình cũng nên biểu thị thái độ mới phải, nếu không mình không phải là thành bậc nhãn lang sao? tặng xe trên Trần Viễn thì anh ấy thích loại xe nào đây? Mình nhớ trước kia anh ấy có một chiếc Ferrari hay là tặng Ferrari khác cho anh ấy à? Ý, sao lại là chị ấy? Là, là chị, chị Tiêu, chị tới đây chọn xe sao? Sao chị ấy lại đây? Chẳng lẽ Chẳng lẽ bọn mình có cùng suy nghĩ Ờ à, à, Sắp sinh nhật cha chị Nên chị tới chọn xe làm quà sinh nhật cho cha Ngọc Kỳ chắc không phải em Cũng muốn tặng xe cho trợn viễn đấy chứ Ý cô ta là gì Thăm dò mình được Chẳng lẽ cô ta cũng muốn tặng xe cho trần viễn Sao có thể chứ Sao cha nam này xứng à, em, em cũng muốn chọn quà cho cha Vậy sao? <laughs> trùng hợp thật. Đúng thế ha, trùng hợp thật. Ý, hai người sao cũng ở đây? Tại sao chị cũng ở đây vậy? À tôi, tôi tới chọn quà sinh nhật cho cha của tôi. <laughs> à, trùng hợp quá ha, cha của bọn em cũng sắp sinh nhật. À, à, à đúng thế. Nói không chừng chúng ta có cùng một người cha đó <laughs> Tặng quà cho cha lùi quỷ sao Chắc chắn là mua xe tặng cho Trần Viễn rồi Mình nói đúng thật mà Chế tạo ra trà nem Trà nam Gì đó đều là giả hết Cỡ ra thì mấy ngày này Mấy ngày trước họ triệu này cầm 2 tỷ của Trần Viễn Trong túi mình giờ không có nhiều tiền như cô ta phải kêu gọi ngồi viện rồi ừ. sao vậy tỷ vũ đột nhiên gọi điện về vậy định tặng xe trên trần viễn à không rủ tiền yên tâm đi tỷ vũ à mẹ sẽ giúp cô trần bác chuyển tiền từ kho tiền của gia tộc và gửi cho tỷ vũ đó không phải là tiền mà thái thái cho tiểu thiếu gia dùng để kết hôn sao Trần Bá à, ông đừng có nói nữa. Đại sự hiện tại của tiêu gia chính là trối trần viễn lên thuyền của chúng ta. Mỗi thứ khác đều không quan trọng. Vậy chỗ tiểu thiếu gia... Ừ, chỉ có thể để cho thằng bé hy sinh vì gia tộc chịu ý khuất rồi Tiểu thiếu già đã thường từ qua Nhanh quá Vậy mà một hơi chuyển cho mình 60 triệu Vẫn luôn tưởng cha mẹ yêu em trai Không ngờ lại hiểu nhầm họ Mày yên tâm đi Còn nhất định sẽ không thua Triệu Ngọc Kỳ Đừng nói ba hai người cũng chọn xe hết Hạo Thiên à Chiếc Bugatti Veyron Tôi đặt đã về rồi chứ Khá nhanh đấy Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm đi Chúng ta đi vào phòng nghỉ ngơi VIP ký hợp đồng đi ừm cái khác không nói nha thật nhiều người đẹp trong triển lãm xe hơi này quá đi ôi nếu là trước kia mình cũng không có gan vào luôn ý sao hai người họ lại ở đây triệu ngọc kỳ và tiêu nhược vũ cùng tới thân ước tầng băng tuyết vậy mà cũng ở đây ư đây là đào viên tam kết nghĩa hả kỳ lạ luôn có cảm giác có người đó đang nhìn mình sao về học tỷ À không sao Chúng ta tiếp tục xem đi ủa mày quá trốn được rồi mặc dù sớm đã dịu, dự liệu được sẽ có một ngày bị lọt xe nhưng mà không ngờ lật xe nhanh như vậy đó Có vẻ như Chắc họ đã biết đến sự tồn tại của đối phương rồi đúng không Nhưng cho dù là như vậy Thì họ lại không Cắt đứt quan hệ với mình Xem ra vẫn không nỡ mình đó Yên tâm à Anh sao vậy Có chỗ nào không thoải mái sao Dù sao cũng đều là đối tượng Trên 95 điểm đồ hậu cảm mà Ngược lại là cơ hội để mình lật ngược đi Không sao Vừa nãy bị chuột rút thôi À đúng rồi thư tổng Hôm nay xe đắt nhất của các anh là xe nào vậy? Vì hôm nay tôi đã rất tốn tầm tư Ba chiếc mất nhất tối nay là Bagani Zonda Lamborghini Moisson Còn có chiếc Bugatti Veyron Mà cậu đắt Được Tôi muốn cả bà Anh ra giá đi Hả? M muốn hết hả? Dùng ba chiếc xe này để kiểm tra thử liền mình của các cô có vững chắc hay không đây <laughs> Mu Muốn hết ra à? Khó làm mà nha Giá tiền không phải là vấn đề Anh hiểu mức tiêu của tôi mà anh hiểu nhầm rồi Không phải vấn đề là tiền Mà là hai cái còn lại Đều được người khác đặt rồi Đặt rồi á Ai vậy Tài khí đại thu như vậy á Thì yên ca nhìn bên này đi Là anh ta Trưởng cử tử của tập đoàn thị Lâm thị giàu nhất cả nước Lâm thiếu à Năm ngối đặt hai chiếc xe còn lại Nghe nói là muốn tặng quà cho em gái của anh ta. tập đoàn lâm thị cự vô bá hoành hành cả nước phải vì xe mà đụng chạm với họ sao yên cài đừng vội chỗ tôi còn có xe sang khác tôi lại chọn cùng anh ừ. xin chào quý cô tôi hỏi lập có vinh hạnh kết bạn quay chết của cô để làm quen không? Tôi biết tôi rất đường đột, nhưng mà cô trông rất giống một người bạn trước đây của tôi. Người bạn này của tôi đã qua đời vì bệnh tật đã nhiều năm. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Nhiều năm sau, nhìn thấy cô, tôi như gặp lại được bạn của mình. Cô có chặn tôi cũng không sao tôi chỉ mong bù đắp được sự tiếc nuối xin lỗi cái đó ấy trần viễn ánh mắt của cậu ấy thật lạnh lùng giống như biến thành người khác vậy làm gì thế mình lại không định kết bạn người này mà dựa vào cái gì mà anh ấy dùng ánh mắt đó nhìn mình chứ cậu lăng nhăng thì không sao nhưng mà tôi vậy mà phải phải như phòng trộm vừa vào cái gì chứ được thôi anh đã nói như vậy rồi thì chúng ta kết bạn đi kết bạn quay chat cùng lắm thì không nói chuyện con có thể để cho trần viễn cảm thấy có nguy cơ ấy trần viễn đâu mình làm như vậy là đúng hay sai đây tại sao mình có cảm giác đắng chát vậy yên ca cái đó anh quen cô gái đó sao trước đây thì quen bây giờ thì không hào thiên xe của lầm thiểu đó tôi bào hết một tỷ đủ không hào thiên tôi biết anh buôn bán luôn giữ chữ tín nó cảm thấy thấy quá làm khó thì coi như tôi chưa từng nổi Hay không làm khó mà hoàn toàn không làm khó Làm thiếu là cái bếp gì chứ Đúng là một tỷ Đương nhiên tôi nói chuyện chém Định chặt sắt à Xem ra là vì phụ nữ mà ghen tuông tranh giành Đắc tội lâm thiếu nhưng không Nhưng mà kiếm được không Kiếm không được 800 triệu Cuộc buôn bán này đưa ngốc mới không làm đó. Xin lỗi làm Thiếu nha Ở chỗ tôi anh không bằng 800 triệu đâu Ok Tuyên chuyển qua rồi Chúng ta hợp tác vui vẻ nhà Yên ca Anh còn có phân phối gì không Tôi thật sự có chuyện cần anh giúp Tí nữa tôi muốn chỉnh hoặc trên hội trường triển lãm xe Chỉnh hoặc gì Rốt cuộc Trần Viễn chạy đi đâu rồi? Ý, đây là tiết mục biểu diễn sao? Ai lại đàn piano ở triển lãm xe vậy? Cái này đến từ đâu vậy? Có phải là một chương trình đặc biệt gì không? Đây là buổi họp báo của nhà sản xuất robot. Còn biết chúng ta xem xem cái chuyện gì đi. Trần Viễn, cô ta muốn làm gì vậy? Đến đàn piano. mình chưa từng nghe qua ca khúc mà trần viễn đàn nhưng mà tiếng đàn này tiếng đàn này buồn quá ôi tiếng đàn hay quá à. tôi nhớ mối tình đầu rồi hình như tôi thấy cụ ngoại của tôi rồi người này rốt cuộc là ai vậy tại sao nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt hình như tâm tình của trần viễn không tốt lắm là vì chuyện của tiêu nhược vũ ban nãy sao tiếng đàn của trần viễn đầy u buồn, đầy u sầu buồn bã và thất vọng yêu một người chính là để cho cô ấy tự do cho dù mình đâu nhất toàn thân nhược vũ à Bây giờ cậu tự do rồi Trương Viễn à Đừng đi Tớ sai rồi Đừng bỏ lại tớ một mình Trương việt Đừng đi Xin nhận bước Cô là cô tiên nhiệm vụ đúng không? Ừ Là tôi Sao vậy? Là như vậy vừa này yên tâm mua là một gì bô sơn đắt nhất ở đây cho cô đây là hợp đồng mua vui lòng kiểm tra hợp đồng mua xe xe này là trần viễn mua cho tôi cậu ấy mới đây là vì mua quà cho mình nước đúng vậy yên tâm liếc mắt đã chọn trúng chiếc đất nhất ra tay đúng là hậu phong đúng là thâm tình mà Cậu ấy luôn đối xử tốt với mình Vô điều kiện Nhưng mà mình lại làm cái gì vậy Vậy mà Chỉ vì chút khôn vật Mà phá hội sự tín nhiệm của cậu ấy dành cho mình Ôi, Trần Viễn Chị Tiêu à đừng có khóc nữa Chị bình tĩnh chút đi Đúng thế đừng có khóc nữa à, Còn có cô Tần và cô Triệu Yên tổng cũng mua cho các cô Mỗi người một xe sang tầm ngàn dạng Đây là hợp đồng mua xe Trần Viễn Xem ra Trần Viễn đã sớm biết Chúng ta đã tham gia vào một loạt sự việc Đúng thế Nhưng cho dù anh ấy Cũng không nghi ngờ chúng ta Vì chúng ta Trả ra cậu ấy nhìn thấu nhưng lại không nói Cẩn thận duy trì mối quan hệ cân bằng giữa chúng ta Cho dù lăn nhăn nhưng cậu ấy lại đối xử thật lòng với mỗi người chúng ta Cậu ấy luôn như vậy Âm thầm bỏ ra vì người khác lại không cầu hồi đáo hồi bóc Cậu ấy luôn đáng tin như vậy Cho dù luôn bị chị hiểu nhầm nhưng vẫn luôn bảo vệ chị con người của Trần Viễn tự tế Tôi lại vì ánh mắt thế tục mà hợp tác định lừa tiền của cậu ấy Tôi đúng là ngu ngốc mà Độ hậu cẩm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 1 Đã tăng đến 99 điểm Tần băng tuyết cộng 1 Tăng lên 99 điểm Độ hậu cẩm của Tiên Nhật Vũ cộng 1 Đã tăng đến 99 điểm Sắp đạt được 100 điểm rồi không phí một tỷ này Quá mong chờ rồi Đột phá 100 điểm thì hệ thống sẽ thưởng gì cho mình đây Đại học Hồ Thành Trần Viễn à Tôi sao rồi Cậu tha lỗi cho tôi được không Chúng ta đều bình tĩnh lại trước cái đã Tôi muốn ở một mình Cứ để cô ấy Đi vài ngày trước đã nếu không thật sự cho rằng mình không biết nổi giận Ai, Nữ nhân không thể chịu chuộng quá mà Trần Viễn Quả như là cậu Ồ Từ xa nhìn đã thấy cậu Giống cậu rồi Quả như là cậu Đã lâu không gặp rồi Viễn ca ca Từ lạc lạc Sao lại cảm thấy cô ấy hôm nay không đúng lắm lạc lạc à gần đây trơn viễn cậu đi theo tôi tôi đưa cậu đi xem thứ này hả đi đâu cậu đi theo tôi là được rồi Cậu ấy thế này là muốn làm gì trừ khi là nhìn trúng cái túi hàng hiệu nào muốn mình mua nó Ai, cái đám người nhân các người chỉ có lúc thiếu tiền mới nghĩ tới mình thôi tôi phải đi xem thử trong hồ lô của cậu bán cái thứ thuốc gì? Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Điện cà cà, cậu đừng vội. Tôi chuẩn bị cho cậu một bất ngờ. Ta ra, cậu xem đi. những thứ này đều là vẽ tôi sao đúng vậy căn nhà này tôi vừa mới mua phòng khách trống quá liền đem những bức tranh này tự vẽ treo lên tốt lắm đây là bất ngờ mà cậu muốn cho tôi sao không phải chỗ tranh này chỉ là tranh tiện vẽ lên thôi Căn nhà này mới là món quà tới tặng cậu Dạ Cậu nói căn nhà này là cậu tặng cho tôi á Đúng vậy Lần trước cậu cho tôi mượn tiền con giúp bố tôi giáo huấn cái đám đồi nợ đó Bố tôi đã thề là không đến bài nữa Nhà chúng tôi cũng đã vượt qua khổ ải Làm ăn bắt đầu tốt lên sau khi tình trạng trong nhà tốt lên rồi, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về tôi trước kia. Trong quá khứ, tôi quá hư danh, quá ích kỷ. Hồn tôi là một người mê tiền, biến cây ca. Không nhìn chúng tôi cũng là điều bình thường. Tôi muốn biến thành một người con gái có thể xứng được với cậu. Sau đó, theo đuổi lại cậu. Trần Viễn à Hả Đây cứ còn là Cô gái đào mỏ tự lạc lạc sau Cô ta vậy mà Tặng mình một căn nhà ư Mặc dù theo đuổi tôi Nhưng mà trực tiếp tặng nhà Hình như có chút quý trọng rồi Anh chàm vay 5 triệu Nhà này cũng chỉ mới có 3 triệu thôi Là em hời rồi Em hỏi bạn cùng phòng Anh hùng đào rồi Cậu ta nói Anh vẫn luôn đi sớm vừa buồn Ngồi ký túc xá ra Không còn chỗ ở ngoài trường Nên em đã mua căn nhà này Đối với anh mà nói căn nhà này chẳng có đáng gì Nhưng mà cũng là cực hạn của em Có thể bao đáp rồi Hóa ra là vậy Tỏ nào gần đây từ lạc lạc Không liên lạc với mình Hóa ra là đang chờ thả đại chiêu sao trong mấy cô gái bị trói buộc điều kiện gia đình lạc lạc là kém nhất có thể quả quyết như vậy mặc dù khôn lỗi nhưng cũng hợp ý của mình nếu đã như vậy thì anh nhận vậy có điện thoại Viện tử à, buổi tối tụ tập đi. Quán rượu trăng sáng. Màu nghỉ đi ăn với bọn tôi. À được, không thành vấn đề. Tí nữa tôi sẽ qua. Lạc lạc, buổi tối hội bạn cùng phòng tôi ăn cơm. Em đi cùng anh đi. Thật sao? Tốt quá rồi. Đồ hậu cẩm của từ lạc lạc cộng một. Dạ yeah, dạ, yeah. trần viễn đây là đưa mình vào vòng riêng tư của anh ấy rồi trong lòng có mình. Đồ hậu cảm hiện tại của chi... của ký chủ là 96. Ký chủ nhận thêm 10 điểm cường hóa. Từ lạc lạc là cô gái không đơn giản. Đến lúc trong ao cá có một con cá nhèo lớn rồi. Tôi cũng muốn xem xem cô có, có thể quẩy vũng ao rực đục này đến mức nào. Nhưng đừng để tôi thất vọng đâu. Học tỷ lạc lạc à. làm sao đây trần viện viễn vậy mà tại cho mình một chiếc xe đắt như vậy Ai... nhưng mình căn bản không có bằng lái mà chỗ cô bảo đã đến rồi 24 mươi bốn cô quét mã là được à anh đợi tôi một chút nha tôi quét mã ừ? đây không phải là trần viện viễn sao cô gái đó là đấy không phải là hoa khôi giàu tế nổi tiếng của học viện nghệ thuật ư họ vậy mà ở bên nhau bất tài giúp tôi đi theo chiếc xe phía trước tôi trả gấp đôi tiền xe trả một thể ờ à, à, được được giác quan tư xấu của mình cho mình biết rằng điều gì đó chắc chắn đang xảy ra. Vậy mà chỉ là đi ăn cơm ư? Thì mình còn tưởng là đi... À cái đó à, mỹ nữ à, có thể trả tiền xe được không? À xin lỗi, bất tài à? Cháu quét mã đây. Mình muốn xem xem Trân Viễn giới trò gì? ấy viện tử tới rồi cô gái đằng sau nhìn quen quen quả thật rất quen mắt đây không phải là hoa khôi từ lật lạc sao viện tử thật là đáng chết mà sao bên cạnh nhiều gái đẹp như vậy xin lỗi nhà tôi tới muộn Lạc lạc Mấy người này là bạn cùng phòng của anh Có lẽ em đã gặp qua ừ, Tôi là Lão Tạo Tôi là Lão Hùng con tôi là Lão Hầu ừ, Tôi giới thiệu với các cậu Đây là từ lạc lạc là Ai à, cậu đừng giới thiệu nữa Cô ấy Dù có hóa tình cho tôi cũng nhận ra Lão Hùng à Cậu nói cái gì vậy ý của lão hùng là ai mà không biết hoa khôi lạc lạc chứ <laughs> cho nên bây giờ hai người là quan hệ gì ừ hỏi rất đúng trọng tâm quan hệ gì ư tôi cũng không biết nữa Chắc là tôi đang theo đuổi Trần Viễn Viễn Nhưng mà Trần Viễn Viễn vẫn chưa đồng ý với tôi Người ta đã tặng cho Viễn ca một căn nhà rồi Mà anh ấy vẫn còn đang cân nhắc cơ đó Mên tôi khổ quá Hả? Thật hay là giả gì? Mị là của viện tử quá thật đáng sợ nha Tiểu thuyết trên mạng cũng không dám viết như vậy đó Nam mị quỷ gì đó Ôi, Chết tiệt, sẽ không bị phát hiện đấy chứ Tặng nhà Cô gái này vậy mà tặng cho Trần Viễn một căn nhà ư Bây giờ nghĩ lại thì Trần Viễn Viễn làm nhiều thứ cho mình như vậy Hình như mình cũng chưa có báo đáp gì cho cô ấy Cứ tiếp tục như vậy Ấn tượng về mình trong lòng Trần Viễn sẽ càng ngày càng thấp Mà cô ta lại tích tiểu thành đại Hoàn toàn chiếm đế thượng phong không được rồi cô gái này là một kinh địch phải mầu thông báo với các chị em thôi trần viễn đang ăn cơm với một cô gái tên là từ lạc lạc ở quán rượu trăng sáng hình như là từ lạc lạc đã tặng cho trần viễn một căn nhà hả à, quán rượu trăng sáng đúng không tôi đến ngay đây phục vụ thanh toán À, xin chào Đường của quý khách này đã được vị mỹ nữ để thanh toán rồi Anh lạc lạc ạ, à, sao cô? Hôm nay gặp được các cậu tôi rất vui Một bữa cơm mà thôi, không cần để ý Sao lại như vậy được? Để anh chuyển tiền Nhất định phải khách sáo với em như vậy sao? Anh viễn Không phải anh cũng tặng em mấy cái túi sao? Mời anh có một bữa cơm thì có sao đâu chứ Quản nét của em cô có việc về trước đây, tạm biệt. Đúng là cao thủ các khác lấy lui làm tiếng, tự lật là có tầm kế nhưng không khiến cho người ta ghét được. Thật sự là quá ngồn mục, không hổ là kình địch. Mình khó mà học được cái loại thao túng này. Cậu nhóc và cậu đúng là cao phúc đó. Nếu trước đây cấp bậc của cô ta trong lòng mình là A cộng. Vậy thì bây giờ đã hoàn toàn có thể đạt đến cấp S rồi. Viện tử à, bản lĩnh tán gái của cậu à, lúc nào có thích truyền thụ cho người khác đây hả? Cái này tôi dám dạy nhưng mà cậu có dám học không? Không đùa nữa, viện tử à. Trước đây danh tiếng của tự lật lật ở trong trường không tốt mấy. Người ta nói rằng cô ta đau mổ và có đời tư hỗn loạn. Nhưng mà sau khi tiếp xúc Thì tôi cảm thấy cô gái này khá tốt phóng thoáng Nếu cậu thực sự muốn ở bên người ta Thì đừng có làm người ta đau lòng đó Lão Hùng Cậu yên tâm Tên là tôi là lỗi người lăng nhăn đó sao ừ, Ai mà biết được chứ <laughs> Là Lý Dương Cậu ta cũng tới ăn cơm ở đây à? Trận viện, có lẽ không biết mình mách lẻo rồi hả? Sức đầu mẹ trắng không biết ai đang gây rắc rối mà. <laughs> Quá đã. Hả? Rồi rồi phan tôn, xe này hơn 9 triệu. Vậy mà có thể gặp được ở trong hiện thực à? Ừ. Ánh mắt, có sự thay đổi lớn. là tiêu như Vũ sao cô ấy lại tới đi chẳng lẽ là tới tìm trần quyển tính sổ hả có trò hay rồi trần viễn à tôi sai rồi cậu tha thứ cho tôi đi tôi đã xóa què chết của người đó rồi cậu tha thứ cho tôi lần này đi trời ơi cái tài nhóc này có lai lịch gì Không chỉ được phú Bạch phú Mỹ nhào vào lòng con thuần phục được bạch phú Mỹ Ngoan ngõ nghe lời luôn Cao thủ Sao lại như vậy chứ Khác với mình nghĩ à Nữ thần của mình sao lại giống như sim chúa vậy Cậu không sai Chúng ta cũng vốn không có quan hệ gì đặc biệt Tự do kết bạn của cậu Tôi không có quyền can thiệp không phải là như vậy Hôm nay tôi đến chuyện lãm xe vốn Chính là trộn quà cho cậu Không biết tại sao chuyện lại thành như vậy Trừ mua quay cái xe Mà cậu mua Cái đất nhất chính là rồn rồi Phan tô rồi Tôi biết cậu không quan tâm đến tiền Nhưng đây là thái độ xin lỗi của tôi Xin cậu nhận cho Nhận được không Tại sao Tại sao lại như vậy Hắn một chân đạp mấy cái thuyền mà cậu còn muốn níu kéo hắn Tôi yêu cậu như vậy Cậu lại không nhìn tôi lần nào Tiêu nhược vũ vậy mà cũng hiểu việc Phải bỏ ra Còn thu lại tinh tình Tính tình đại tiểu thư Có tiến bộ đó đã tiếc tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi Sẽ không vì cậu mà bỏ một rừng cây Cậu cũng phải chấp nhận hiện thực mới được Tôi nhận xe rồi Chỉ là không muốn để cậu khó xử Tần học tỷ Trốn nửa ngày rồi chị qua đây Tôi đưa chị đi hông gió Hả? Cái quá gì vậy? Tác giả để cho ba thằng này vô hình luôn rồi Trần Viễn à Cậu không tốt lắm đâu Xe này là của cô Tiêu tặng cậu Cậu hóng gió cũng nên đưa tôi đưa cô ấy đi chứ tặng tôi rồi thì chính là của tôi mà tôi muốn đưa ai đi thì đưa lên xe đi đừng có phí lời ngồi thì ngồi hung dữ như vậy làm gì nhược cũ à Cậu đừng có buồn nữa, cái tên Trần Viễn chó chết đó căn bản chính là chơi đùa của cậu đó. Cậu tận hắn một cái chiếc xe vậy mà vứt cậu bên đường, hỏng gió với người khác, hẳn chính là một kênh xuất sinh. Lý Dương, cậu không được nói xấu Trần Viễn thì sẽ chết sao? Cậu căn bản không hiểu Trần Viễn rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu cho tôi. Không phải đâu, Nhược Vũ hả? Tôi là muốn tốt cho cậu. Nhật Vũ là cái gì? Nhật Vũ là tên cậu có thể gọi sao? Chuyện của tôi và Trần Viễn không cần cậu đánh giá. Cho dù cậu ấy chơi đùa tôi cũng là chuyện của tôi. Trần Viễn đây là cố ý làm dục mình. Hả? Nó chứng tỏ cậu ấy vẫn còn để ý mình. Trần Viễn, tại sao cậu lại đối xử với nhiều với cô Tiêu như vậy chứ? Không tại sao cả Có thể cô ấy không trở thành bộ dáng mà tôi muốn đời Có chút thất vọng mà thôi Người sai có thể không phải là cô ấy Mà là tôi Mặc dù không biết là chuyện gì Nhưng cậu thật sự vẫn để ý cô ấy Các cậu là bạn cấp 3 Cô ấy là tình đầu của cậu sao? Trứng cá như tôi thì làm gì có tình đầu chứ? Có quỷ mới tin cậu đó Ôi, nam nhân mà <laughs> Nữ nhân Đúng rồi, Trần Viện Tiếp theo tôi hỏi cậu một vấn đề nha Cậu nhất định phải nghĩ kỹ, nghiêm túc rồi trả lời tôi Được, chị hỏi đi Tại sao cậu lại muốn cho tôi cổ phần một tỷ công nghệ cá chép? Cậu có ý gì với tôi? chị muốn nghe nói thật hay là nói dối? Cậu, tôi đã bảo cậu là nghiêm túc một chút mà. tôi không có ý gì với chị cả. cho chị cổ phần chỉ là vì muốn tranh thủ lấy được độ hảo cảm của chị mà thôi. tôi không tin cậu không có ý gì với tôi. tại sao muốn có được hảo cảm của tôi chứ? là vì là một nhiệm vụ. nhiệm vụ. Đúng vậy Tôi có một hệ thống tôi có 90 tỷ Muốn tiêu tới đầu thì tiêu Nhưng cũng Nhưng chỉ có thể tiêu cho con gái thôi Chỉ chính là mục tiêu trong Một trong những mục tiêu của tôi Một tỷ này chính là chín trầu mất một sợi lông mà thôi Trần Viễn à, cậu có thể đừng đùa nữa được không Cậu bị chuyện cũng phải bịa cho đáng tin một chút Nhiệm vụ hệ thống gì chứ Mấy cái tiểu thuyết mạng Cũng còn viết như thế được thôi tôi thừa nhận là vì chị đẹp cho nên tiêu tiền cho chị mục đích là vì lừa chị lên giường chị đã hài lòng chưa L lừa lên giường đó. nếu đối phương là trần viễn thì hình như cũng không phải là không được mẹ là chứ mình nhớ bà chị này trước đó hình như không như vậy Kiệm lời nói sao bây giờ là giống như em bé tò mò thế Chẳng lẽ đây chính là tương phản sao Trần viễn này mỗi lần đều dỗi mồm mép Nhưng mà chưa từng thấy động tay động chân bao giờ Tất kỳ lạ là... Nếu cậu ta thật sự giống như cậu ta nói Muốn lừa mình lên giường Thì rõ ràng cơ hội rất nhiều mà Hơn nữa tiền cậu ta tiêu đủ Để vô số cô gái khác Nhà vào lòng rồi Mình vẫn cảm thấy mục đích của Trần Viễn không đơn giản Chẳng lẽ Tiêu Nhật Vũ gọi Alo, Nhật Vũ à Ừ, Trần Viễn Cô ta về rồi cô tật tôi có một yêu cầu quá đáng nếu cô tiện thì có thể nói cho tôi biết trần viễn nói với cô chuyện gì không có nhắc đến tôi không ờ cái này tôi đã hỏi rồi nhưng mà hình như cậu ta không muốn nói về chuyện này tôi không dám hỏi nhiều à đúng vậy có chuyện tôi nghĩ không thông chuyện gì tôi muốn biết tại sao trần viễn đầu tư cho công nghệ cá chép còn cho tôi cổ phần Cậu ta nói bởi vì Muốn có đồ hạo cảm của tôi Nhưng mà tôi luôn cảm thấy trong lời nói đó không thật lắm Tôi cũng không cảm thấy mình giá trị một tỷ Cô nói như vậy quả thực Trần Viễn cũng nói với tôi vấn đề như vậy Nhưng mà tôi cũng có cảm giác thu hoạch Và cái giá phải trả của cậu ấy hoàn toàn không tương đồng Quá bất thường Chẳng lẽ cậu ấy đang hạ một quân cờ rất lớn. Từ lúc cậu ấy điên cuồng tiêu tiền trên app live stream, đánh bóng tên tuổi yên tổng. Cậu ấy thận trọng từng bước. Đây là đầu tư vào tiêu thị Thu mua Bitcat TV đầu tư công nghệ cá chép bên ngoài giống như tình tán gia bại sản nhưng tin thực tế là hoạch định chiến lược và chiến thắng nghìn dặm đúng mà công nghệ cá chép của chúng tôi thực sự đã phát triển một thuật toán thông minh ai mới từ bộ phận nghiên cứu cách đây một thời gian có phải trần viễn đầu tư là vì nhìn thấy tiềm năng này không Đúng thế à? Đây chính là hình thức ban đầu mà Trần Viễn tạo ra bản đồ thương nghiệp cho mình. Tôi hiểu rồi, mọi thứ đều đã thông rồi. Nếu thàm hòa háo sắc đều là ngụy trang của cô ấy, để không bại lộ ý đồ thương nghiệp của mình, là thiết gặp bùm bơm khối. Rất có thể là như vậy. Người đàn ông này đúng là túc, đa, túc trí đa mưu, sâu không thể lường. Trần Viễn sẽ là một người đàn ông thay đổi thế giới sao? Ấy có tin nhắn, có tần đợi một chút. Chị Ngọc Kỳ, chị Nhật Vũ à, công ty của em sắp khai trương rồi. Em nhớ chị và chủ toàn chủ tòa nhà ký mộ. Có thể cho em thuê một tầng không? Giá rẻ dễ nói. Như vậy sao có tên vấn đề? Chẳng lẽ đây cũng là Trần Viễn sắp xếp ư? Hát gì? Hát gì? Sau khi cường hóa mình cơ bản nó không còn mắc những cái bệnh vặt nữa. Sao có thể hát hơi rồi chứ? Lẽ nào có người đó đang nhắc tới mình sao? Toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người tôi. Ai, tôi tuyên bố một chuyện này Làm gì thế vị tử ca đang ở trong thời khắc quan trọng này Tôi quyết định sẽ chuyển ra ngoài Trời Vị tử à, Còn muốn chuyển tới căn nhà mà từ lật lật tặng sau Đừng mà Tôi muốn yêu thương quá đi đúng thế cậu còn chưa dạy cho bọn tôi làm thế nào tôi tán gái nữa Ai, cách này không dạy được không cách nào dạy được đâu quan trọng hơn là nhàn sắc. kỳ kỳ à bây giờ đã đạt được địa điểm đại miêu tv cũng đã được bước vào chuẩn bị giai đoạn chuẩn bị rồi chắc là sắp bắt đầu làm thông tin chuyển sinh rồi chiêu mộ nhân tài thôi ờ à, không sai tôi quyết định rồi người đầu tiên tôi tuyển chính là cậu cậu chính là người thực hiện kế hoạch của công ty từ lúc đó gọi thêm tiểu phi chị em chú ta một lòng Ờ à, tôi thì được nhưng mà yên tâm đi lương không ít đâu nhưng nói đi cũng phải nói lại nha chúng ta bây giờ thiếu nhất vẫn là nhân tài chuyên ngành, đặc biệt là lĩnh vực livestream. Cậu không phải làm về livestream sao? Lúc quay chat của cậu xem có ai thích hợp không? Cậu nói như vậy hình như có một người là chủ của một công ty livestream, nhưng mà hình như đã đắc tội với ai đó, sau đó phá sản rồi. Nghe nói bây giờ rất thảm đó. Cút đi cho tôi Tôi cút Cô cho rằng giống như trước đây sao Tôi phải nhìn sắc mà cô cô Thẩm thục nghi Họ chú kia Anh ăn ở cho tôi Ngủ cho tôi chúng ta đính hôn rồi còn rồi anh lại muốn chia tay đúng tôi muốn chia tay công ty của tôi không còn nữa phải trốn tránh cả ngày không cho cô được cái cuộc sống mà cô muốn thanh xuân có nam nhân rất là ngắn tuổi tác của cô thì cũng lớn rồi cô không đáp ứng được tôi người khác có thể có trách thì trách cô không đủ năng lực đi Tôi đi đây Đơn của tôi đã mua rồi Chắc là trong ví của cô Cũng không có tiền để thanh toán à Tạm biệt nha Bye Gì Hòa wow, nuôi một tiểu hoạch kiểm vách trao lưu mới sao Trâu già gặm có nôn chính là như thế đó Hay bà gì này thảm thiệt đó Chứ, Đáng chết Nam nhân chỉ biết vật chất Lão nương không phục Mình nhất định phải dựng lại Giang Sơn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Hử? Sao lại là cô ta Alo chị Thảm à Có muốn khởi nghiệp cùng tôi không Hả Đối bụng gặp chiếu manh mà Ừ Có người Ba ngày băng mặt Trong nhà chẳng lẽ lại có trộm ư Dám trộm đồ của lão tử Không muốn lăn lộn nữa Ý Thấy rồi chờ Trần Viễn Anh đang làm gì vậy Hả Từ lạc lát Lạc bạc à Sao lại tới chứ Không gọi gì hết Xin lỗi Nha anh Việt Em không biết là anh chuyển tới nhanh như vậy Em còn muốn trang trí lại phòng ngủ Tuyệt thật đó Vóc dáng không tệ Còn có tám muối nữa Được rồi đừng có giải thích nữa Em thấy sạch anh rồi Không có bằng gì hết ra em có phải cũng để anh xem lại không chứ? <laughs> nếu anh vĩ thực sự muốn xem á, cũng không phải là không được. Muốn xem mà, <laughs> chẳng lẽ anh là sợ em chắc muốn trêu chọc mình sao? Xem chúng ta ai ác hơn ai nào? Vậy thì được thôi. được được được, à đồ à, thôi. Em đừng coi là thật nha Mẹ nói chứ Cô gái này Không phòng bị mình chút nào sao Không sợ đùa với lửa Đùa với lửa <laughs> Cũng không biết chúng ta Ai là củi Ai là lửa đâu ha Ừ em chiếm đùa thôi Chắc hẳn anh bị nói rồi Em mang bữa sáng cho anh đây Ồ không phải Em nói là không biết anh chuyện tới hay sao sao lại còn mang theo bữa sáng chứ không thành thật nha bạn học lạc lạc ê dạ anh viễn đừng có để ý tiểu tiết mà chuẩn bị đủ mọi thứ rồi xem ra muốn thượng vị rồi con có sủi cạo sủi cạo này thật sự không tệ nha rất tròn đó chỉ sao Em không chỉ biết gối sụi cảo mà còn biết nấu canh cơ Chỉ cần anh muốn thì ngày nào em cũng nấu cho anh Có người ngày nào cũng nấu cơm cho Ôi anh chắc chắn là muốn rồi Dứt <laughs> khoát để em làm trợ lý sinh hoạt của anh đây à Sẽ có lương Nhắc đến tiền bạc thì khách sáo quá rồi Em không cần tiền Em làm miễn phí hàng ngày cho anh Chàng trai hơn 20 tuổi rồi Ai mà chịu nổi được cơ chứ Wow Suối cáo này ngon thiệt đó Từ lạc lạc cũng quá biết trêu chọc rồi Không hổ là một cô gái có biệt hiệu là Chém thẳng nam ô Sao là chị ấy chứ Cao tuần ngắm Alo, Trần Viễn à, cậu nhất định phải giúp tôi. Lại Là làm sao nữa, nói ngắn gọn tôi đang bận đây. Ây da, tôi thực sự hết cách rồi nên mới cầu xin tới cậu. Công ty khai trương, bộ phim mới của đạo diễn Dương chuẩn bị bấm máu, bấm máy. Nhưng mà thành phố điện ảnh truyền hình thủ điểm đã làm khó chúng tôi và từ chối hợp tác với chúng tôi đạo diễn dương đạo diễn dương nào ta Chưa vô ta hay giờ là cái tên béo chết tiệt cậu gọi là cha nuôi ấy gọi cậu ấy là cha nuôi đó sao cậu chẳng nhớ gì hết thế người ta một bó tuổi rồi ngày nào cũng gọi cậu là cha nuôi cậu lười quan tâm đến tôi thì cũng nên giúp đại diện dư chứ Khai mấy này Mỗi ngày đều đốt tiền đó à, Được 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 tôi sẽ giúp bà Không phải chỉ là thụ điểm đăng Làm khó cô thôi sao Tôi chuyển cho cô 500 tỷ Chúng ta xây thành phố điện ảnh của riêng mình luôn Là được mà Thu nhập tài khoản kính gửi quý khách Tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 tỷ trăm triệu, trăm nghìn, triệu, chục triệu, năm trăm tỷ. Cứ như vậy mà chuyện tới Đã chuyển năm trăm tỷ rồi. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến công ty các chị xem xem. Có chuyện gì thì lại tìm tôi. Đây là năm trăm tỷ đó. Sao cảm giác cậu ta nói giống như năm mươi tệ vậy? Lạc bạc à? Anh rất cảm ơn bữa sáng của em. Nhưng mà anh cảm thấy vẫn nên chuyển đi thì tốt hơn Hả? Tại sao? Em làm chỗ nào không tốt sao? Chuyện đến đây kết thúc rồi Đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình ra Những video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt